Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 36. Chương 351. Nhân yêu khác đường. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cả hòn đảo nhỏ trùng điệp trầm xuống. Đầu vai Minh Vương Pháp tướng bị cự phủ khảm vào, mà thân Bạch Tiêu Vân ở trong trận. Đầu vai gần như đồng thời tóe lên huyết quang, lộ ra một vết thương kinh khủng nhìn thấy cả xương. Hiển nhiên, trận su tòa đại trận này không phải thứ gì khác, mà là huyết nhục thân thể y. Đầu vai Bạch Tiêu Vân truyền đến trận trận tiếng vang khanh khách như cạo xương, nghe ghê cả răng. Nhưng chính y lại tựa như không hề hay biết, tay kia nắm hư không một cái. Trong tay Minh Vương Pháp tướng kia hiện lên kim quang, lần nữa ngưng tụ thành một thanh kim cương phục ma kiếm, gã vung tay chém xuống cự lực thần viên. Cự lực thần viên thấy thế, lập tức thu tay lại kéo một cái, muốn kéo cự phủ về. Nhưng mà, đầu vai Minh Vương Pháp tướng kia lại có một vòng xoáy kim quang chấn giữ, ngạnh sinh kéo lấy cự phủ cự lực thần viên. Cự phủ cự lực thần viên bị giữ lại, giờ phút này muốn thu tay thoát đi đã không kịp, trong mắt nó rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Vội la lớn, Sơn Hoan lão đệ, ngươi nếu không ra tay, hôm nay lão ca phải bỏ mạng lại đây đó. Nó vừa dứt lời, dị biến phát sinh. Vị trí đảo nhỏ của đám người Thẩm Lạc bỗng nhiên chấn động kịch liệt, hòn đảo đúng là lăng không lên, lật qua một bên. Ngũ cực đại trận bất động Minh Vương đại loạn, bệ đá bị hủy hết, hư quang pháp tướng cũng trong nháy mắt sụp đổ, chỗ một kiếm chém xuống kia, trong nháy mắt băng liệt thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ra. Đám người trên đảo, tất cả đều rơi xuống nước, bách tính lúc trước đã hôn mê tử thương hầu như không còn. Chỉ sót lại hơn 10 tên tu sĩ trốn chạy ra, đứng trên sóng cả mặt hồ chập trùng, lòng như cho nguội. Một tay Bạch Tiêu Vân ôm vết thương đầu vai, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Đám người còn sót lại, nhao nhao tụ tập đến bên người của y, ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh áo đen từ dưới nước chậm rãi nổi lên kia, tự nhiên chính là Tiểu Quy. Giờ phút này, cự lực thần viên đã khôi phục thể trạng lúc đầu, cúi đầu nhìn Tiểu Quy bên cạnh, vỗ bờ vai quen thuộc của nó, nói, Sơn Hoan lão đệ, lần sau đừng đùa kiểu này, hù chết lão ca. Đại ca vội cái gì, hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta. Trên mặt Tiểu Quy hiển hiện một vòng ý cười, tùy ý nói ra. Sơn Hoan, cự lực thần viên, xem ra ngươi cũng đã sớm là thành viên yêu ma rồi. Trong lòng Thẩm Lạc tức giận khó kiềm chế, cắn răng nói. Không sai, 200 năm trước chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, Tiểu Quy hào phóng thừa nhận. Cho nên ngay từ đầu ngươi đã gạt ta, tiết lộ vị trí của chúng ta cho bọn hắn. Thẩm Lạc siết chặt nắm đấm, hỏi. Ta vốn còn tưởng rằng cần phí chút công phu, không ngờ dễ dàng như vậy là có thể lấy lòng tin của ngươi, thật đúng là. Ha ha, để cho người ta rất cảm động đấy. Tiểu Quy cười tủm tỉm nói. Tiểu Quy, vì sao? Thẩm Lạc cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi vấn đề không chút ý nghĩa này. Gọi ta Sơn Hoan lão tổ. Từ xưa nhân yêu khác đường, thế bất lưỡng lập. Năm đó ngươi kết duyên với ta, vốn là ngươi cưỡng ép giam giữ ta, làm nô dịch tạo điều kiện cho ngươi phát triển, sau khi dùng xong liền tùy ý bỏ qua. Bây giờ ta phản sát ngươi, không phải cũng là hợp tình hợp lý sao? Tiểu Quy hừ lạnh một tiếng nói. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời một vệt kim quang đáp xuống, lại là kim chuẩn đại yêu kia bay về, rơi vào bên cạnh cự lực thần viên. Hai tên yêu vật đại thừa kỳ, một tên xuất khiếu hậu kỳ, cộng thêm mấy trăm yêu chúng lớn nhỏ vây quanh, đám người Thẩm Lạc đã hoàn toàn hãm sâu tử cục. Tốt, ôn chuyện cũ đã xong, vậy để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Sơn Hoan cười lạnh một tiếng, nói. Nó vừa dứt lời, một tay vẫy hư không một cái, một thanh cự chùy màu xanh sẫm nổi lên, trên đó trải rộng đường vân mai rùa, xem ra chính là bảo vật rất có lực lượng và kiên cố. Chỉ thấy thân hình nó nhảy lên, dưới chân có tầng tầng sóng nước bốc lên, nâng thân thể nó cao đến hơn 10 trượng, trên cự chùy màu xanh sẫm sáng lên một tầng lục quang mông lung, chém xuống bọn người Thẩm Lạc. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, trên mặt hồ đột nhiên vang lên một trận thanh âm ngâm tụng Phật ngữ, một tầng màn sáng màu vàng trong nháy mắt từ ngoài thân bọn người Thẩm Lạc sáng lên, bao phủ tất cả bọn họ vào giữa. Thẩm Lạc nghe thanh âm bất động Minh Vương chú kia, đột nhiên nhìn lại, liền kinh ngạc không gì sánh được. Bạch Tiêu Vân đang khoanh chân ngồi chính giữa, trước người nằm ngang cây quyền trượng kia, phía trên lóe lên quang mang sáng tỏ. Mà trên bốn vị trí màn sáng đông nam tây bắc, đang có bốn đạo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng.
trước người cũng đặt những vật Phật châu san hô và Phật kinh cũ kỹ kia, đúng là lần nữa chống lên Bất Động Minh Vương trận. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu y lập tức truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, tầng màn sáng màu vàng kia đột nhiên chấn động. Một cỗ lực đạo cường đại không gì sánh được lập tức ầm ầm xuống, kích thích hồ nước phía dưới tạo ra một trận sóng lớn. Chỉ có phạm vi 10 trượng được màn sáng màu vàng che chở thì gió êm sóng lặng, không bị phía ngoài ảnh hưởng chút nào. Không đợi Thẩm Lạc lên tiếng hỏi thăm, trong thức hải liền vang lên thanh âm Bạch Tiêu Vân truyền âm: "Thẩm đại ca, tình huống khẩn cấp, ta nói ngắn gọn. Ta lấy hàng thần bí thuật mời đến 4 vị hư ảnh thần chỉ, giúp ta bố trí Bất Động Minh Vương trận. Nhưng thời gian trèo trống không dài, ngươi phải tranh thủ thời gian, dùng độn thuật mang những người còn lại này ra ngoài. Ất Mộc tiên độn của ta còn chưa thuần thục, tại khu vực lạ lẫm tạm thời không thể nào khống chế chuẩn xác, chỉ sợ." Thẩm Lạc chau mày, lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. "Không cần phải để ý tới những thứ này, một khi Bất Động Minh Vương trận bị công phá, những người này ngay cả một tia hy vọng sống sót cuối cùng cũng không có. Ngươi có thể mang đi nhiều nhất bao nhiêu người?" Bạch Tiêu Vân vội vàng truyền âm hỏi. "Nếu sớm khắc trận văn, ta có thể một lần mang tất cả mọi người đi, nhưng bây giờ chỉ có thể trực tiếp thi triển độn thuật, một lần nhiều nhất chỉ có thể mang đi 3 người. Muốn mang tất cả bọn hắn rời khỏi, ít nhất phải đi tới đi lui 6 lần, mà mỗi lần thi triển độn thuật đều cần hao phí chút thời gian mới được." Thẩm Lạc vội vàng trả lời. "Thời gian ngươi không cần phải để ý đến, toàn lực hành động là được, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cắt ngang ngươi thi pháp." Bạch Tiêu Vân cắn răng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không chần chừ nữa, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết trước ngực, trong miệng đọc nhẹ khẩu quyết. "Còn vùng vẫy dãy chết sao? Bọn gia hỏa các ngươi thật đúng là ưa ngạnh." Sơn Khoan tung một kích không thành, lạnh giọng cười nói. "Lần này đại trận tựa hồ không kiên cố bằng lần trước, ta thử lại lần nữa." Chuẩn Chi khẽ cười một tiếng, thân hình mở ra, lại xông vào không trung, một lần nữa hóa thành kim chuẩn trăm trượng. Nương theo một tiếng kêu rõ to, thân hình gã từ đám mây bỗng nhiên rơi xuống, mỏ nhọn phía trên tụ kim quang, mang theo khí thế sắc bén vô địch đâm thẳng xuống, đụng vào trên màn sáng màu vàng. Ầm một tiếng rung mạnh, trên màn sáng màu vàng dập dờn mở ra một tầng gợn sóng mãnh liệt, bao phủ vùng nước này, trùng điệp trầm xuống phía dưới. Bạch Tiêu Vân ngồi xếp bằng chính giữa lập tức toàn thân rung mạnh, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà thân hình hư ảnh hàng thần trấn thủ tứ phương cũng nghiêng tới phía trước, động tác giống hệt Bạch Tiêu Vân. Hiển nhiên, tất cả trùng kích trừ phần được đại trận cách trở bên ngoài, còn lại đều được một mình Bạch Tiêu Vân tiếp nhận. Thẩm Lạc nhìn hết thảy vào trong mắt, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, nhưng cũng không cách nào chia sẻ thay Bạch Tiêu Vân, chỉ có thể toàn lực thôi động Ất Mộc tiên độn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 352, Phá Vây. Sau một lát, dưới chân Thẩm Lạc bắt đầu nổi lên một tầng bạch quang, quang ảnh bóng trăng cũng theo đó hiển hiện. Trong hư không bốn phía có từng điểm lục mang trống rỗng hiển hiện, tuôn ra tụ lại quanh người hắn. "Thẩm Ngọc, Bạch Bích, tới bám vào bả vai ta mang các ngươi rời đi." Thẩm Lạc thấy thời cơ chín muồi, lập tức quát. Hai người Thẩm Ngọc Bạch Bích nghe tiếng, trong lúc nhất thời đều không động. "Trước mang Thẩm Liễn đi đã." Thẩm Ngọc bắt lấy một người nhỏ tuổi nhất trong tộc đẩy tới. "Dẫn bọn hắn đi trước đi." Bạch Bích cũng cơ hồ cùng lúc đẩy hai thiếu nữ luyện khí kỳ tới, nói. Thẩm Lạc không có thời gian tranh luận với bọn họ, chỉ có thể để ba người kia bắt lấy cánh tay của mình, đạp bước phóng ra. Sau, thân ảnh bốn người mơ hồ, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bọn người Thẩm Ngọc thấy thế, đều thở dài một hơi. Không ổn, trốn hết mấy tên rồi. Cự lực thần viên lập tức phát hiện tình huống không đúng, mở miệng quát. Đại ca, đừng lên từng người nữa, chúng ta đồng thời xuất thủ, không tin hắn có thể chịu nổi. Sơn Hoan cau mày nói. Được. Cự lực thần viên lên tiếng, hai người đồng thời phi thân lên, đi tới hai bên Bạch Tiêu Vân, tự mình giơ cao lên một búa một chùy, sáng lên hai đạo quang mang lóa mắt, trùng điệp nện xuống màn sáng màu vàng. Một bên kia, bước chân Thẩm Lạc đột nhiên trầm xuống, một lần nữa chân đạp trên mặt đất, lảo đảo một cái, mém chút ngã sấp xuống. Hắn vội ổn định thân hình, đỡ lấy ba người mang ra, nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía, thấy xung quanh đầy đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn,
mới biết là đã đi tới một chỗ vùng biển lạ lẫm. Giờ phút này, hắn cũng không kịp quan sát kỹ cảnh vật xung quanh, chỉ có thể dặn dò ba đứa bé kia rằng, các ngươi cẩn thận ẩn thân ở chỗ này, mặc kệ phát sinh tình huống gì, cũng không được rời đi, ta lập tức sẽ trở về. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi sớm đã sắc mặt trắng bệch một mảnh, nghe vậy mím chặt môi, mắt đỏ hồng gật đầu đáp ứng. Trong lòng Thẩm Lạc thở dài, lập tức quay người trở về, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn, lần theo quỹ tích lúc trước, một bước không kém truyền tống trở về. Chờ thân hình hắn một lần nữa rơi vào trong Bất Động Minh Vương trận, liền thấy Bạch Tiêu Vân đã tóc rối tung, toàn thân đẫm máu, mà hàng thần hư ảnh ngồi xếp bằng bốn phía kia, quang mang đã nhạt đến cơ hồ sắp biến mất. Thẩm Lạc căn bản không rảnh nói với y dù chỉ một câu, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn, lại mang đi tiếp ba người. Thấy trong trận mất đi ba người, đám người cự lực thần viên nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, cũng không nói gì. Cho nên tập trung tất cả tức giận và lực lượng vào một mình Bạch Tiêu Vân, một tên tiếp theo một tên, liên tục công kích lên màn sáng màu vàng. Nhưng lúc này Bạch Tiêu Vân, mặc dù toàn thân đẫm máu, trên thân lại sáng lên một tầng thất thải Phật quang, quang mang chiếu rọi. Bốn tên thần chỉ hư ảnh kia phảng phất có năng lượng mới, làm cho cả màn sáng màu vàng trở nên càng thêm kiên cố. Gia hỏa này điên rồi sao? Vậy mà lại thiêu đốt thần hồn. Dù chấn định như sơn ngoan, thấy cảnh này cũng chấn kinh. Ừ, cho dù thiêu đốt thần hồn, hắn cũng không chống được bao lâu, gấp rút công kích. Cự lực thần viên chau mày, quát lớn. Trên bầu trời lại có một vệt kim quang rớt xuống, chuẩn chi đang không ngừng công kích lên màn sáng. Bọn người Bạch Bích nhìn Phật quang phía trước bao phủ Bạch Tiêu Vân, phảng phất thấy được Phật Đà giáng lâm, trong mắt mọi người ngậm lấy nước mắt, lòng tràn đầy đau thương. Thẩm Lạc lần nữa trở về, trên trán đã treo đầy mồ hôi, trên mặt cũng biến thành trắng bệch. Trên hồ này, thảo mộc, tinh hoa cũng không sung túc, hắn liên tục thi triển Ất Mộc Tiên Độn như vậy, dẫn tới tiêu hao to lớn có thể đoán được. Chỉ là hắn không thể dừng lại, càng không muốn dừng lại. Lần nữa mang đi ba người, chờ hắn một lần nữa trở về lúc, pháp lực tiêu hao to lớn, khiến cho hắn mất thăng bằng ngã rầm trên mặt đất. Được đám người Thẩm Ngọc tới nâng, hắn một lần nữa đứng lên. Cứ vậy ngươi sẽ chịu không được, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi, nếu không sợ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh âm Bạch Tiêu Vân từ phía trước truyền đến, tiếng nói trở nên thập phần trầm thấp. Thẩm Lạc nhìn lại bóng lưng y, chỉ thấy bảo quang quanh thân đã ảm đạm, tựa như dầu hết đèn tắt, đang lóe lên ngọn lửa cuối cùng, bốn vị hàng thần hư ảnh kia cũng chỉ kém một hơi là sẽ tiêu tán. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bất Động Minh Vương trận không chịu nổi, Bạch Tiêu Vân cũng không chịu nổi. Trước ta mang ngươi đi. Cuối cùng Thẩm Lạc vẫn động tư tâm, truyền âm cho Bạch Tiêu Vân. Đừng nói lời ngu ngốc, nếu không có ta chống đỡ, ngươi căn bản không kịp thi triển độn thuật, đây đại khái là một cơ hội cuối cùng, xem dẫn người nào rời đi. Lực lượng thần hồn Bạch Tiêu Vân tiêu hao hầu như không còn, đã không thể nào truyền âm. Mấy người còn lại nghe vậy, thần sắc đau thương, nhưng không có bất luận kẻ nào tranh nhau rời khỏi. Phụ thân, tha thứ nữ nhi bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng ngài. Thẩm Ngọc khom người cúi đầu về phía Thẩm Hoa Nguyên, ngược lại nói với mọi người, ta nguyện trợ giúp Bạch Tiền bối thủ trận, đổi lại phụ thân ta rời đi. Nói xong, nàng ngồi xuống bên cạnh quyển Phật Kinh cũ kỹ, chỉ chờ hàng thần hư ảnh kia tiêu tán, liền đón lấy trọng trách thủ trận này. Ta cũng nguyện thủ trận chung với lão tổ, nhi tử Bạch gia, há có thể sống một mình. Bạch Bích cũng chủ động từ bỏ cơ hội chạy trốn, ngồi ở bên cạnh Phật Châu San Hô. Ngọc Nhi, ngươi là hy vọng tương lai của Thẩm gia, vi phụ sao có thể để ngươi lưu lại, về sau ngươi chính là gia chủ Thẩm gia. Sự đáo lâm đầu, Thẩm Hoa Nguyên đột nhiên không e ngại nửa điểm, an ủi đỡ nữ nhi của mình lên. Gia chủ nếu đã lưu lại, ta cũng bồi tiếp. Thẩm Thuyên lúc trước trên đường bị thương mấy lần, vẫn luôn đại nạn không chết, trước mắt lại chủ động lưu lại chịu chết. Thẩm Ngọc đang muốn nói chuyện, lại nghe Bạch Tiêu Vân nói khàn khàn, Bạch Bích, Thẩm Ngọc, đôi khi chết cũng không đáng sợ. Còn sống mới tiếp nhận áp lực càng nhiều, các ngươi đều là trụ cột trong tộc, ngày sau còn có gánh nặng phải làm. Hôm nay ta liền độc đoán một lần, Thẩm Đại Ca, ngươi mang ba người bọn họ đi thôi. Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu. Những người còn lại cũng không có ý phản đối, ở trong đi ra hai người, ngồi ở trước hai kiện bảo vật khác. Bạch Tiêu Vân truyền thụ Bất Động Minh Vương chú cho bọn họ, trận trận thanh âm ngâm tụng theo đó vang lên, quang trận màu vàng vốn gần như sụp,
đổ lại một lần nữa tỏa sáng quang mang, phía trên thậm chí ngưng ra một tầng hư quang Phật ảnh mơ hồ. Ánh mắt những người còn lại bình tĩnh, rơi vào trên thân Thẩm Lạc, Bạch Bích, Thẩm Ngọc cùng một tên hậu nhân Bạch gia khác, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ánh mắt Thẩm Lạc như ngừng lại trên lưng đẫm máu của Bạch Tiêu Vân, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn. Phụ thân, theo một tiếng kêu của Thẩm Ngọc, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của bọn họ biến mất. Chợt, trên màn trời có một đạo quang trụ to lớn rủ xuống, toàn bộ Nguyệt Kính Hồ sụp đổ. Thẩm Lạc mang theo ba người, đi lại phiêu đãng, không chút nào gắng sức, đi qua trong vô số quang cầu màu xanh lục, chỉ là pháp lực của hắn tiêu hao cực lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn, dưới chân chớp động hư ảnh trang nghiêng cũng biến thành một mảnh mơ hồ. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353: Ác chiến. Đột nhiên, bước chân Thẩm Lạc đạp hụt, thân hình rơi xuống, bước chân rơi vào mặt đất, mang theo ba người Thẩm Ngọc lảo đảo té ra ngoài. Lần này, bọn hắn không trở về chỗ vịnh biển lúc trước, ngược lại đi tới một vịnh biển to lớn có địa thế thập phần khoáng đạt. Trên một bờ đá ngầm chi chít san hô rộng lớn, đứng đấy hàng trăm hàng ngàn các loại yêu tộc, đang cua tinh kỳ, khàn giọng hò hét. Xa xôi trên mặt biển, còn có thủy duệ yêu tộc muôn hình muôn vẻ khó mà đếm được. Và số lượng khổng lồ lính tôm tướng cua đang chém giết kịch liệt cùng một chỗ, trên tinh kỳ dựng thẳng với nhiều chữ Đông Hải Long Cung và chữ Ngao. Đây là... Thẩm Lạc chống tay lên đá ngầm trước người, cau mày nói. Yêu tộc đang tấn công Đông Hải Long Cung, nơi này là vịnh Đông Hải. Bạch Bích liếc thấy tình huống trước mắt, cả kinh nói. Xem ra toàn bộ Vũ Châu đã hoàn toàn bị luân hãm, yêu tộc đã tấn công đến biển rồi. Trong mắt Thẩm Ngọc còn ngậm lấy nước mắt, thấy tình hình này cũng có chút khẩn trương nói ra. Trong khi nói chuyện, trên mặt biển phía trước truyền đến trận trận tiếng oanh minh, một đạo sóng nước cao chừng trăm trượng dâng lên, lại kéo dài không rơi, phía trên đứng một loạt chiến tướng Long Cung. Từng con mang chiến giáp đẹp đẽ, nhìn khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Trong đó tên cầm đầu, mặc trên người một bộ san hô ngọc y, nắm trong tay một cây lê hoa kim thương, một đầu tóc dài thủy lam buộc kim quan, gần trán mọc lên hai đoạn giác cao chót vót. Một khuôn mặt trẻ anh tuấn không gì sánh được, trong đôi mắt thần quang nội liễm, khiến cho người nhìn qua, cảm giác anh tư bừng bừng phấn chấn. Phía xa xa, trên mặt biển chỗ khác cũng có sóng nước cuốn cao, phía trên đứng 7-8 bóng người. Trong những người này, người cầm đầu mặc trường bào màu đen, thân cũng không mang áo giáp, trên đầu mang một cái bát diện hắc quan, mái tóc dài màu đen rối tung sau lưng, toàn thân quấn quanh mà khí, khiến cho người thấy không rõ khuôn mặt. Mấy người đứng bên cạnh gã đều giống như vậy, không một ai mang giáp. Trong đó có cả tên lão giả thấp bé dung mạo xấu xí lúc trước điều động đồ tử đồ tôn truy tung Thẩm Lạc. Hai phe cũng không thấy nói gì, lão giả thấp bé kia liền dẫn đầu ra tay. Chỉ thấy dưới cổ lão phồng lên, phát ra trận trận tiếng vang ục ục, một miệng cóc lớn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ chất lỏng màu ngà sữa lập tức từ đó phun ra, như điểm điểm sữa châu thành mưa, vương vãi xuống. Trong nháy mắt sữa châu rơi xuống, nửa mảnh nước biển đã bị nhuộm thành màu trắng sữa, theo nước biển xâm nhiễm qua, lan tràn về phía đám người Long Cung bên này. Những nơi đi qua, đại lượng sinh vật dưới nước bị độc chết, chưa kịp nổi lên mặt nước đã bị ăn mòn biến mất. Lúc nước biển trắng sữa quay cuồng, còn có từng sợi sương mù bay lên, ở trong tản ra mùi vị khó hiểu. Hai bên tu sĩ thấy thế, đều nhao nhao sáng lên bảo quang hộ thể, thậm chí vô thức che miệng mũi lại. Đi thôi, nam tử anh tuấn đầu sinh đoàn giác kia thấy thế, gật đầu nhẹ với người bên cạnh. Một tên lão giả da xanh hình thể to mọng vọt lên trước, rơi vào trong nước biển. Lúc rơi xuống, dưới thân lão tỏa ra lam quang, tám đầu xúc tu sinh đầy rác hút mềm mại từ phần eo mọc ra, nhập vào trong nước, bắt đầu ở dưới mặt nước điên cuồng quấy lên. Chỉ một thoáng, ào ạt chất lỏng màu đen từ dưới thân nó tuôn ra, cùng nước biển trắng sữa kia quấy lấy nhau, toát ra từng bọt khí cực đại không gì sánh được. Nước biển mặc dù vẫn như cũ vần đục không chịu nổi, nhưng khí độc ẩn hứa bên trong lại tựa như bị trung hòa mất rồi. Ô độc lão tặc, chúng ta qua đây chơi nào. Con ngươi lão giả thấp bé co rụt lại, hô to một tiếng. Bôn ba nhi bá, ngươi muốn chết. Lão giả da xanh gầm thét một tiếng, dưới thân dâng trào hắc dịch, thân hình cất cao, bay thẳng nhập không. Bôn ba nhi bá chủ động đón lấy, cả hai lao vào đánh nhau.
nam tử anh tuấn sinh đoản giác cầm trường thương ưỡn một cái, phi thân qua, đâm thẳng về hướng nam tử áo bào đen kia. Nam tử áo đen lấy ra tam xoa kích, đánh cùng gã kia. Chỗ cả hai chiến đấu có kim quang ma khí bay múa tán loạn, khiến cho người bên ngoài căn bản không dám đến gần, cuối cùng càng đánh càng bay cao, song song bay vào tầng mây trên không trung. Bọn hắn ngẩng đầu lên xem, những người còn lại hai phe cũng đều nhao nhao bay vào giữa không trung, tự mình giao chiến, trong lúc nhất thời tiếng chém giết binh khí va chạm nổi lên khắp nơi. Từng cảnh tượng ấy khiến tâm thần mấy người Thẩm Ngọc khuấy động. Thẩm Lạc thì ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục pháp lực. Đừng nhìn nữa, trước đi tìm bọn Thẩm Liễn đã, tụ hợp xong, chúng ta lập tức rời đi. Sau một lát, Thẩm Lạc mở hai mắt ra, nói với mấy người. Vâng, bọn người Bạch Bích lập tức hồi thần, gật đầu nói. Nói xong, bọn hắn tính thừa dịp chưa bị ai phát hiện, mau chóng rời đi. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, một bóng người vàng óng to lớn từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống bờ biển phía trước cách bọn họ không xa. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua, liền thấy nó dài như mãng xà, sừng đầu như hươu, lân giáp giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ, rõ ràng là một đầu ngũ chảo kim long dài trăm trượng. Chỉ là trên thân nó có nhiều vết chảo nhìn thấy mà giật mình, lân phiến phía trên chóc ra từng mảng, huyết nhục lộ ra, chảy ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, trong tầng mây trên trời, đột nhiên nhô ra ba cái đầu màu đen to lớn, hình dáng cực giống chân long. Chỉ là sừng đầu thập phần ngắn ngủi, chỗ mi tâm nhô ra dữ tợn, so với chân long thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều thêm một phần hung sát. Tam thủ giao, Bạch Bích sợ hãi thán phục, Thẩm Lạc tự nhiên cũng nhận ra được. Giao chính là thủy dệ gần nhất với long tộc, quá khứ cũng thường có truyền thuyết giao hóa long. Nó lại không được long tộc công nhận, thậm chí bị coi là tính dâm tà khát máu dị đoan, cho nên giữa hai bên lúc bình thường đều là tử địch. Chỉ là long tộc làm thiên hạ thủy dệ chính thống, thường thường có thể tự nhiên áp chế chủng giao. Nhưng trước mắt tam thủ giao toàn thân ma khí này, tu vi chiến lực lại hiển nhiên trên con kim long kia. Giống. Tam thủ giao bỗng nhiên há miệng gầm thét, tiếng như cổn lôi, rung khắp thiên địa, khiến cho toàn bộ chiến trường cũng phải im lặng. Trên chiến trường, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, nó muốn để tất cả mọi người tận mắt thấy một màn nó đổ long. Chỉ là trong lúc mọi người khiếp sợ, cũng nhìn thấy mấy người Thẩm Lạc ẩn thân ở phía sau đá ngầm. Ngao Thanh, cho dù ngươi hủy long cung, cũng đừng mong long tộc thần phục, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Con kim long kia bỗng nhiên đằng không bay lên, xoay quanh ở giữa không trung, cao giọng quát. Nói xong, nó đột nhiên há miệng phun một cái, một viên cầu màu lam lớn chừng quả đấm từ trong miệng bay ra, sáng lên lam quang chói mắt. Lúc quang mang sáng lên, cuồn cuộn không ngừng, viên cầu màu lam phồng lớn gấp 10 lần, phía trên có thể thấy được từng sợi quang ngấn màu lam phun trào bất quy tắc, nhìn tựa như sóng biển cuồn cuộn. Thâm hải vô định, hoang hải hồng lưu, kim long quát lớn một tiếng, vang vọng cả vịnh Đông Hải. Chỉ một thoáng, chỗ sâu Đông Hải xa xôi, đáy đại dương chấn động kịch liệt, một cỗ lực lượng khổng lồ từ đáy biển bắn ra, hóa thành từng đạo sấm rền từ đáy biển, nổi lên hướng mặt biển. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 354, Cố Nhân. Mặt biển vốn bị khuấy động không thôi, bỗng nhiên bình tĩnh lại, tất cả nước biển bắt đầu nhanh chóng lùi lại, mấy tức đã rút lui hơn 10 dặm, lộ ra mảng lớn đất bùn đáy biển. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sóng biển to lớn cao ngàn trượng che lấp mặt trời từ biển sâu cuốn tới. Trong trận tiếng oanh minh phô thiên cái địa, mang theo lực lượng phá hủy hết thảy, lao thẳng về phía vịnh Đông Hải. Ở đây bất luận là Long Cung thủy tộc hay là các yêu vật đều mắt mũi choáng váng, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Nguy rồi, nhanh nắm lấy ta. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức kinh hãi. Hắn bất chấp thứ gì khác, dự định dốc hết toàn lực, muốn thi triển Ất Mộc Tiên Độn, mang mọi người rời khỏi nơi đây. Ba người Thẩm Ngọc chỉ có thể lập tức nắm chặt cánh tay của hắn, nhắm mắt lại. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh âm tựa như viễn cổ cự thú khẽ kêu, đánh thức bọn hắn. Ba người một lần nữa mở hai mắt ra, liền thấy một thân ảnh màu đen hình thể to lớn có thể so với một tòa thành trì. Một đầu phá vỡ sóng nước ngàn trượng lộ ra, mở ra một miệng máu to lớn vô cùng,
từ đó truyền ra hấp lực cuồn cuộn. Thẩm Lạc nhìn qua, chỉ thấy toàn thân nó quấn quanh ma vụ, ngay cả đầu lâu cũng nhìn không thấy hết, lại cực kỳ giống côn bằng trong cổ thư thuật lại. Còn không đợi hắn nhìn rõ ràng, thi pháp Ất Mộc Tiên Độn đã bị cắt ngang. Hắn cảm thấy một cỗ cự lực bàng bạc hấp dẫn đến, nắm kéo hắn và ba người Thẩm Ngọc đồng thời lên không, bay về phía miệng lớn như bồn máu kia. Thẩm Lạc ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ánh mắt lướt qua hỗn loạn tưng bừng, tựa hồ toàn bộ sinh linh trong toàn bộ vịnh Đông Hải đều không thể né được hấp lực kinh thiên này, bị hút lên không. Hắn tựa như một chiếc lá lục bình phiêu đãng trong cuồng phong, hai mắt dần dần trở nên nặng nề, mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc từ hôn mê tỉnh lại, nhìn qua xung quanh, thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này một mình hắn ở trong thế giới hoàn toàn u ám. Bọn người Thẩm Ngọc, Bạch Bích không thấy tăm hơi. Đỉnh đầu là bầu trời màu xám đen, chầm chầm thập phần kìm nén, mà mặt đất xung quanh là một vùng phế tích, khắp nơi đều là gạch nát ngói tàn, rất nhiều nơi đều đã mục nát. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là trong bụng côn bằng kia? Những người khác đi nơi nào? Thẩm Lạc nhớ lại chuyện lúc trước, đưa tay vào ngực tìm tòi, cũng may thất tinh phù bút vẫn còn. Hắn không lo được kiểm tra thân thể của mình, lật tay lấy ra phi hành phù, thả người bay đến giữa không trung, nhìn lại xung quanh. Diện tích vùng đất phế tích này rất lớn, tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy điểm cuối, ngoại trừ chính hắn, cũng không nhìn thấy khí tức người sống khác, chớ nói chi là đám người Thẩm Ngọc. Nhưng vào lúc này, thân hình hắn phi độn bắt đầu bất ổn, là pháp lực thể nội khô kiệt không đủ để thôi động phi hành phù, vội vàng trở lại mặt đất. Hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện cũng không bị thương, chỉ là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thấy xung quanh tạm thời không có khí tức nguy hiểm, liền khoanh chân ngồi xuống, thử khôi phục pháp lực. Không gian xám đen này nhìn mặc dù hoang vu, nhưng bốn bề tràn ngập linh khí nồng đậm, thân hắn phụ 20 đầu pháp mạch. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cực nhanh, bất quá một lát đã khôi phục 5-6 phần pháp lực. Hắn không tiếp tục ngồi nữa, mà chọn một phương hướng bắt đầu dò xét, định tìm hiểu bây giờ mình ở nơi nào, cũng tìm kiếm nơi đám người Thẩm Ngọc hạ lạc. Chỉ là diện tích mảnh phế tích này lớn kinh người, hắn tìm nửa canh giờ vẫn không mảy may tiến triển. Kết quả khi hắn đang thôi động phi hành phù đằng không bay lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một hướng, cuối tầm mắt nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia kim quang. Hắn suy nghĩ một chút, thu phi hành phù lại, bay tới nơi đó, rất nhanh đã đến nơi. Chỉ thấy một tòa bảo tháp lóng lánh kim quang đứng vững ở đây, dưới đáy tháp là một đài sen màu vàng, phía trên là bảo tháp 9 tầng, đỉnh tháp cao vút trong mây, tỏa ra vạn đạo kim quang. Nhìn bảo tháp màu vàng hùng vĩ tráng lệ trước mắt, Thẩm Lạc hít vào một hơi, kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần. Ngươi là người phương nào? Vào thời khắc này, một âm thanh trong trẻo truyền tới từ phía bên cạnh. Thẩm Lạc giật mình, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc kim giáp từ một bên khác của bảo tháp màu vàng đi tới, chính là ngũ trảo kim long trước đó cùng tam thủ giao đại chiến. Tại hạ họ Thẩm, ngẫu nhiên đi tới nơi đây, không biết tôn tính đại danh đạo hữu. Thẩm Lạc âm thầm thở ra một hơi, bình tĩnh lại tâm thần, chắp tay nói, ngươi, ồ, ngươi là Thẩm Lạc huynh. Kim giáp thanh niên đang muốn nói gì, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng trụ, ngạc nhiên nói. Thẩm Lạc nghe lời này, ngược lại ngẩn người ra. Hắn tự nhận sẽ không nhớ lầm, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này, trước kia càng không gặp qua Đông Hải Long tộc. Thẩm huynh hẳn là không nhớ rõ ta rồi, ta là Ngao Hoàng đây. Kim giáp thanh niên nhìn thấy thần sắc Thẩm Lạc kinh ngạc, tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe kim giáp thanh niên tự báo tính danh, càng thêm vững tin chưa từng gặp qua đối phương. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng, chính mình bây giờ là tại ngàn năm sau, Ngao Hoàng này có thể là người mình kết bạn trong ngàn năm trước. Nhìn dáng vẻ Ngao Hoàng, tựa hồ quan hệ hai người không tệ, chắc là bằng hữu. Nguyên lai là Ngao huynh, ít năm trước đây thần hồn tại hạ bị trọng thương, rất nhiều ký ức trở nên mơ hồ, nhất thời không thể nhớ lại ngươi, xin hãy thứ lỗi. Trong lòng Thẩm Lạc chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, mặt giãn ra cười nói. Nguyên lai là như vậy, ta nghĩ ngươi làm sao lại không nhớ rõ ta. Lại nói Thẩm huynh ngươi tại sao lại ở đây. Ngao Hoàng vừa cười vừa nói, nhìn vậy mà mảy may không hoài nghi Thẩm Lạc. Ta cùng mấy vị đạo hữu bị yêu ma đuổi, theo, một đường chạy trốn tới vịnh Đông Hải, bị một con côn bằng to lớn thôn phệ, sau khi tỉnh lại liền đi tới nơi này. Thẩm Lạc kể lại,
ta nhớ ra rồi, vừa rồi ở bên ngoài bờ biển tựa hồ đứng đấy mấy nhân tộc, nguyên lai Thẩm huynh cũng ở trong đó. Côn Bằng yêu vật kia vì ta mà đến, không ngờ lại làm liên lụy Thẩm huynh và Bằng hữu, xin thứ lỗi. Ngao Hoàng tựa hồ cũng nhớ lại Thẩm Lạc, ôm quyền tạ lỗi. Là do vận khí ta không tốt, không quan hệ gì với Ngao huynh, không cần để ở trong lòng. Thẩm Lạc lắc đầu cười nói, việc này chính là do một tay ta gây ra. Thẩm huynh yên tâm, ta dù liều mạng cũng sẽ giúp ngươi và những bằng hữu kia của ngươi thoát ly nơi đây. Ngao Hoàng nghiêm mặt nói, muốn thoát ly nơi này, nhìn không dễ dàng, chúng ta bắt tay song hành đi. Bất quá Ngao huynh, vừa mới ở bên ngoài nhìn ngươi cùng tam thủ giao kia đại chiến, câu chuyện có đề cập đến Đông Hải Long Cung, nơi đó tựa hồ cũng bị phân tranh. Thẩm Lạc thấy đối phương một mặt trịnh trọng, trước lắc đầu, sau đó ánh mắt khẽ động hỏi. Yêu ma loạn thế, không có chỗ nào yên bình, Đông Hải Long Cung cũng bị yêu ma công chiếm, ta liều chết mới trốn thoát, không ngờ vẫn khó thoát khỏi ma trưởng. Ngao Hoàng thở dài, nói ra. Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng giật mình. Tứ Hải Long Cung tự thành một nơi riêng, mặc dù ở nhân gian nhưng là tiên thần nghiêm chỉnh, những yêu ma kia cũng dám công kích Tứ Hải Long Cung, thực lực vậy mà cường đại đến trình độ này sao? Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, Kim Tháp. Con Côn Bằng nuốt chúng ta, hẳn cũng là một thành viên yêu ma kia. Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, hỏi. Con Côn Bằng đó chính là hậu duệ yêu sư Côn Bằng lão tổ, thần thông quảng đại, thôn thiên thực địa đều là việc nhỏ, sau khi ma hóa thần thông càng tăng thêm. Nếu không có yêu này xuất thủ, Đông Hải Long Cung ta sao lại bại bởi tay những yêu ma kia? Ngao Hoàng phẫn hận nói, nơi đây chẳng lẽ là bụng Côn Bằng đó? Thẩm Lạc chần chừ một chút, hỏi vấn đề quan tâm nhất chỉ sợ là ta cũng không hiểu nhiều lắm về Côn Bằng kia, bất quá nếu chúng ta bị nó nuốt vào, hẳn là đang ở trong bụng nó. Chỉ là không ngờ trong bụng yêu này lại có càn khôn khác. Ngao Hoàng nhìn xung quanh một chút, nói. Thẩm Lạc nghe vậy, mặc dù đã sớm dự cảm, trong lòng vẫn như cũ lộp bộp một chút. Thẩm huynh cũng không cần quá lo lắng, chúng ta nếu như còn sống, những bằng hữu kia của ngươi, còn có các thủy binh của ta tất nhiên cũng vô sự, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, tất nhiên có thể bình an thoát khỏi nơi đây. Ngao Hoàng tựa hồ nhìn ra Thẩm Lạc lo lắng, khuyên nhủ, mong là như vậy. Thẩm Lạc nghe lời này, tinh thần cũng chấn động, nhẹ gật đầu. Những người khác tạm thời không nói, chúng ta trước dò xét một chút tòa kim tháp này đi. Vật này xuất hiện ở đây, có chút kỳ quặc, nói không chừng bên trong có đường thoát ra đấy. Ngao Hoàng nhìn kim tháp phía trước, nói ra, Thẩm Lạc vốn cũng có ý định dò xét tháp này, đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người thả người nhảy lên đài sen màu vàng ở đáy tháp, đi vào trước cửa kim tháp. Kết quả đại môn lại rộng mở, bên trong tối như mực không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hai người liếc nhìn nhau, vừa cảnh giới động tĩnh xung quanh, vừa đi đến cửa. Lúc cách đại môn còn hơn một trượng, hư không phía trước đột nhiên xoẹt một tiếng, trống rỗng hiện ra một lồng ánh sáng màu trắng, bao phủ đại môn vào trong. Hai người dừng lại, chăm chú nhìn kỹ, thấy lồng sáng hiện lên bạch quang như vô số hỏa hoa, phát ra thanh âm lốp đốp rất nhỏ, xem xét liền biết là cấm chế cực kỳ lợi hại. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, lồng ánh sáng màu trắng chớp động quang mang bắn ra từng luồng ba động linh lực hùng vĩ, vượt xa cảnh giới của hắn. Quả nhiên, kim tháp này cũng không dễ tiến vào. Thẩm huynh ngươi lui ra sau một chút. Ngao Hoàng nói một tiếng, nhưng cũng không lùi bước, tay phải vung lên, lòng bàn tay lóe lên điện quang, lấy ra thanh lê hoa kim thương kia. Ngao huynh, ngươi ở bên ngoài tựa hồ thụ thương không nhẹ, tùy tiện điều động pháp lực, sẽ dẫn phát thương thế thêm đấy. Thẩm Lạc hỏi vội. Ngao Hoàng xuất thân cao quý, tu vi cũng cao, người cũng rất hiền lành, thậm chí có chút cảm giác ngây thơ. Thẩm Lạc mặc dù lần đầu gặp gã, cũng không khỏi cảm giác thân thiện. Trước đó bị thương cũng không nặng, Long Cung ta lại có bí thuật chữa thương, nên không sao. Ngao Hoàng lắc đầu nói, lúc này Thẩm Lạc mới an tâm, thả người thối lui ra sau. Hai tay Ngao Hoàng cầm thương, điện quang màu vàng phía trên bỗng nhiên đại thịnh, phát ra vô số tiếng vang phích lịch. Thẩm Lạc mặc dù thối lui ra vài chục trượng, vẫn như cũ cảm giác hãi hùng khiếp vía, vội vàng lui thêm một khoảng. Long chiến vu dã, Ngao Hoàng sắn một cái thương hoa, thân thể kho một nửa, một thương đâm tới.
một thương này không quá mạnh mẽ, duy nhất chính là nhanh, lấy tu vị Thẩm Lạc, cũng chỉ thấy được một đạo hàn quang màu vàng hiện lên, chiến thương đã đâm vào trên lồng ánh sáng. Kim quang quanh người Ngao Hoàng cũng ngưng tụ, hình thành một hư ảnh ngũ trảo kim long, đỉnh chính là đầu thanh chiến thương kia. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số hồ quang điện màu vàng từ trên chiến thương bộc phát ra, bao phủ lồng ánh sáng màu trắng vào trong đó, để cho người ta căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Thấy tình hình này, con mắt Thẩm Lạc nhắm lại, tản mát ra thần thức, dò xét tình huống bên trong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong vô số hồ quang điện màu vàng, đầu kim thương đã đâm vào trong lồng sáng màu trắng. Khóe miệng Ngao Hoàng cũng lộ ra vẻ vui mừng, trên thân càng phát ra kim quang nồng đậm, hư ảnh kim long quanh người lắc đầu vẫy đuôi, ra sức chui vào trong. Nhưng ngay lúc này, trên lồng sáng màu trắng đột nhiên đại phóng bạch quang, một đạo thiểm điện màu trắng to cỡ miệng chén bắn ra, bổ vào trên thân kim thương. Hồ quang điện màu vàng trên kim thương bị xoắn nát, sau đó một tiếng ầm vang lên, kim thương cũng bị đánh bay ra ngoài. Hồ khẩu hai tay Ngao Hoàng nứt ra, máu tươi màu vàng chen trúc ra, người cũng bị chấn động lảo đảo lui lại. Thương thế cơ thể gã tựa hồ bị chấn động, hoa một tiếng, phun ra một ngụm nhỏ huyết dịch màu vàng. Ngao huynh, ngươi không sao chứ? Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái xuất hiện sau lưng Ngao Hoàng, đỡ lấy thân thể gã. Có hai giọt huyết dịch màu vàng của Ngao Hoàng rơi xuống trên người hắn, không có mùi tanh, ngược lại tản mát ra trận trận thanh hương, để cho người ta ngửi thấy liền cảm giác tâm thần thanh thản. Trong truyền thuyết long huyết chính là linh vật, có công hiệu cực kỳ bổ dưỡng, quả là thế. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, mặc dù muốn thu thập, nhưng Ngao Hoàng đang ở đây thì không tiện cho lắm. Không ngờ cấm chế này lại lợi hại như thế, ta phá giải không được, phải xem Thẩm huynh ngươi rồi. Ngao Hoàng đứng vững lại, cười khổ nói. Tu vi Ngao huynh hơn xa tại hạ, ngươi không phá được cấm chế, ta sợ là càng không có hy vọng. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Kết quả còn chưa dứt lời, thể nội pháp lực hắn đột nhiên tự động vận chuyển lên, tỏa ra kim quang lóa mắt, hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Còn chưa chờ hắn làm ra cử động gì, liền cảm giác tay chân không nghe được sai khiến. Chính mình lại bắt đầu cất bước đi đến phía lồng sáng màu trắng, mấy bước đã đến trước lồng sáng, đưa tay đặt lên phía trên. Ông một tiếng, lồng ánh sáng màu trắng lần nữa bộc phát ra bạch quang lóa mắt, che mất thân thể Thẩm Lạc. Chờ bạch quang biến mất, thân ảnh Thẩm Lạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngao Hoàng nhìn thấy cảnh này, bất giác mở to hai mắt nhìn, cứ thế ngây người tại chỗ. Thẩm Lạc cảm thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện trên một chỗ bậc thang màu vàng. Hắn khống chế lại được thân thể tứ chi và pháp lực thể nội, vội vàng thu liễm kim quang trên người, dò xét xung quanh, sắc mặt biến đổi. Giờ phút này hắn không phải ở tại nơi nào khác, mà là ở bên ngoài bậc thang của tầng 9 tòa kim tháp kia. Tình huống xung quanh kim tháp đã thu hết vào mắt, Ngao Hoàng bên ngoài cũng thấy rất rõ ràng. Chỉ là Ngao Hoàng tựa hồ không nhìn thấy hắn, còn đang ở trước cửa một mặt lo lắng đi qua đi lại, khi thì ngừng chân trầm tư suy nghĩ. Thẩm Lạc la lên vài tiếng, thấy không có tác dụng, liền đi đến cửa, muốn chạy qua một bên tháp, để cho Ngao Hoàng chú ý tới mình. Nhưng vừa đi hai bước, một lồng sáng màu trắng xuất hiện ở phía trước, ngăn trở đường đi. Cái này giống y đúc lồng sáng phía dưới, hắn đành phải ngừng lại, vận khởi Hoàng Đình Kinh, trên thân vọt lên kim quang lóa mắt. Đồng thời lập lòe không thôi, ý đồ làm Ngao Hoàng chú ý. Nhưng mặc cho hắn dùng tất cả vốn liếng, Ngao Hoàng phía dưới đều không hề có động tĩnh gì, lại không ngẩng đầu lên nhìn chút nào. Xem ra cấm chế nơi này triệt để ngăn cách bên ngoài rồi. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, cũng không phí sức nữa. Lồng sáng màu trắng bao phủ toàn bộ tầng 9 kim tháp vào bên trong, không cách nào đi xuống phía dưới, hắn đành phải quay người đến bậc thang, đi vào trước đại môn tầng thứ 9 kim tháp. Cửa tháp đóng chặt, không nhìn thấy tình huống bên trong. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 356, Pháp Bảo Lục Trần Tiên. Thẩm Lạc chần chừ một chút, đưa tay đẩy nhẹ cửa. Vượt quá dự liệu của hắn, cửa tháp không chút trở ngại, kẹt kẹt một tiếng bị mở ra. Rơi vào tầm mắt hắn là một tòa đại điện lập lòe kim quang, lớn chừng 20-30 trượng, bên trong không có vật gì. Chỉ là ở chỗ sâu nhất đặt một ghế đá bạch ngọc, một kim giáp thiên tướng cao lớn đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. Thiên tướng này mặc kim giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan,
một chùm râu đen tới ngực, nhìn dị thường uy nghiêm. Tay trái nắm một cây roi sắt đen nhánh to lớn tạo hình phong cách cổ xưa, tay phải nâng một tòa kim tháp nhỏ. Một cỗ uy áp vô cùng to lớn từ trên thân kim giáp thiên tướng này tản ra, vượt xa Ngao Hoàng. Không khí trong điện cũng không gió mà động, ở trung tâm hình thành một vòng xoáy khí lưu to lớn, tựa hồ thôn phệ ánh sáng vào, nhìn dị thường lờ mờ. Thẩm Lạc bị khí tức kim giáp thiên tướng cường đại chấn nhiếp, lách mình trốn ra ngoài phía sau đại môn, đồng thời mắt không chớp đánh giá đối phương. Kết quả kim giáp thiên tướng trong điện cũng không có bất kỳ cử động nào, như cũ lẳng lặng ngồi ở đó, tựa hồ không phát giác được cửa điện mở ra, cũng không phát hiện Thẩm Lạc tồn tại. Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, chần chừ một lát, lại nhìn vào bên trong, con mắt đột nhiên trừng lớn. Hai mắt thiên tướng kia nhắm nghiền, sắc mặt khô héo, thân thể không nhúc nhích, mặc dù tản mát ra uy áp khổng lồ, nhưng không còn chút sinh khí nào. Nguyên lai là một bộ di hài, Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới yên lòng đi vào trong điện. Hắn đi vào trước kim giáp thiên tướng, cẩn thận đánh giá vài lần, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại kim tháp trên tay thiên tướng, trong miệng khẽ ổ một tiếng. Kim tháp này cũng chia 9 tầng, dưới đáy là một tòa đài sen màu vàng, nhìn không khác kim tháp phía ngoài chút nào, phía trên lưu động ánh vàng như chất lỏng. Ba động linh lực từ phía trên tản ra, so với bất luận bảo vật nào Thẩm Lạc thấy trước đây đều linh động hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Roi sắt màu đen trong tay trái kim giáp thiên tướng cũng giống như vậy, phía trên quanh quẩn một cỗ ba động linh lực cường đại dị thường, nhìn liền cảm giác kinh hồn táng đảm. Hai món bảo vật này, chẳng lẽ là pháp bảo? Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua pháp bảo chân chính, chỉ thấy một ít ghi, chép trên sách, nhưng kim tháp 9 tầng này và roi sắt màu đen tỏa ra khí tức và uy áp thực sự dọa người, vượt xa bán nguyệt hoàn của hắn, hẳn là đạt đến cấp pháp bảo. Bất quá nghĩ lại, cỗ thi hài thiên tướng này sau khi chết vẫn còn uy áp cường đại như vậy, khi nó còn sống, không biết lợi hại thế nào, có hai kiện pháp bảo này cũng là bình thường. Vị tiền bối này, ta không biết ngài là thiên tướng phương nào, bất quá ngài đã bỏ mình, hai kiện pháp bảo kia để ở chỗ này cũng là bài trí mà thôi, vậy vãn bối dùng một lát nhé. Hắn chần chừ một chút, đi đến trước kim giáp thiên tướng thi lễ một cái, sau đó đưa tay nắm chặt roi sắt màu đen kia, vận lực rút lại. Vượt quá dự liệu của hắn, dễ dàng liền cầm ra roi sắt. Trong mắt Thẩm Lạc vui mừng, cẩn thận cầm roi sắt màu đen trong tay. Roi này tạo hình phong cách cổ xưa, dài 3 thước 3 tấc, có 13 khúc, khác rất lớn roi thép 9 khúc bình thường. Toàn thân tản mát ra trận trận khí tức thái cổ thê lương, ở giữa dùng cổ truyện văn minh khắc hai chữ nhỏ Lục Trần. Lục Trần Tiên, danh tự cũng không tệ. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, huy vũ hai cái. Roi này nặng dị thường, trên ngàn cân, nhưng bây giờ Hoàng Đình Kinh của hắn có chút thành tựu, có thể nói lực lớn vô cùng, cầm vừa vặn tiện tay. Hắn thưởng thức roi này một hồi, vận khởi pháp lực thể nội, chậm rãi rót vào trong đó, nhưng trên Lục Trần Tiên nổi lên một tầng hắc quang yếu ớt, trừ cái đó ra thì không có phản ứng gì. Quả nhiên có cấm chế, không biết Cửu Cửu Thông Bảo Quyết có thể luyện hóa cấm chế pháp bảo này không? Mà ta nghe nói pháp bảo thông linh, bên trong đều có ấn ký chủ nhân, cho dù vẫn lạc, ấn ký cũng sẽ không biến mất, người khác cầm tới cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy năng. Không biết trong Lục Trần Tiên này có ấn ký hay không? Thẩm Lạc suy nghĩ, ôm Lục Trần Tiên vào trong ngực, vận chuyển Cửu Cửu Thông Bảo Quyết, thử luyện hóa cấm chế bên trong. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, một tiếng gào thét như dã thú đột nhiên ở trong điện vang lên, trên Lục Trần Tiên nhộn nhạo hắc quang bỗng nhiên sáng lên gấp 10 lần, bao phủ toàn bộ thân roi. Một cỗ hắc phong cuồng bạo từ trong hắc quang tản ra, xoay quanh Thẩm Lạc, khiến cho hư không phụ cận cũng theo đó ảm đạm, đồng thời không khí trong phạm vi vài chục trượng đều phát ra tiếng thét bé nhọn. Thẩm Lạc bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Không ngờ hắn chỉ thử một chút, liền luyện hóa thành công một tầng cấm chế Lục Trần Tiên này. Chỉ vẻn vẹn một tầng đã có uy lực kinh người, nếu luyện hóa tất cả cấm chế, thật không biết sẽ lợi hại tới trình độ nào. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm tiếp tục luyện hóa, Thẩm Lạc lật tay thu Lục Trần Tiên vào trong thất tinh phù bút, đưa tay lấy tòa bảo tháp màu vàng kia. Tháp này phát ra dù là cảm giác bên ngoài hay là uy, năng đều trên Lục Trần Tiên, hiển nhiên phẩm cấp cũng là bảo vật. Nhưng bảo tháp màu vàng giống như cố định ở trong tay kim giáp thiên tướng, bất luận hắn dùng lực thế nào, cũng lấy không ra được. Đây là có chuyện gì? Lông mày Thẩm Lạc nhíu lên, buông tay ra.
Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kim Giáp Thiên Tướng đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh quang hoa màu vàng từ trong đôi mắt phun ra, bao phủ lại thân thể Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, nhưng thân thể hắn giống như trúng định thân phù, hoàn toàn không thể động đậy. Cảnh sắc xung quanh lập tức đại biến, đại điện biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trong một thế giới trắng xóa. Nơi đây trên không có trời, dưới không có đất, thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu. Kim Giáp Thiên Tướng như cũ ngồi ở trước mặt hắn, chỉ là thời khắc này gương mặt đã giống như thường nhân, không còn bộ dáng thi hài nữa, hai mắt óng ánh có thần nhìn lại. Thân thể Thẩm Lạc bị định trụ đã biến mất không thấy gì nữa, dưới sự kinh hãi, thân hình khẽ động, lập tức bắn ngược ra sau. Nhưng Kim Giáp Thiên Tướng mỉm cười, bảo tháp màu vàng trong tay bắn ra, lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, một vệt kim quang từ phía trên bắn ra, che phủ trên người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy trên thân như bị một tòa cự phong đè ép, bịch một tiếng ngã vào trong hư không, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, đều như sâu kiến khiêng núi, nửa điểm cũng không động đậy được. Nguyên lai tiền bối còn sống, vãn bối lúc trước mạo phạm, tự tiện lấy pháp bảo tiền bối. Xin hãy thứ lỗi, ta trả lại cho ngài ngay. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng, rất nhanh liền chấn định lại, mở miệng nói ra. Nói xong lời này, thần thức Thẩm Lạc lan tràn vào thất tinh phù bút trong ngực, nhưng xuyên thấu qua, thất tinh phù bút này chỉ là một bóng hình hư ảo. Không chỉ là thất tinh phù bút, y phục trên người hắn cũng giống như vậy, giống như một hư ảnh, chỉ có hình ảnh mà thôi. Thân thể của hắn cũng như thế, phảng phất linh thể hư ảo. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, Kim Giáp Thiên Tướng. Ta nhớ trong điển tịch ở Phương Thốn Sơn đã từng đề cập, lực lượng thần hồn cường đại đến trình độ nhất định, có thể cưỡng ép đem thần hồn đối phương vào trong huyễn cảnh, hẳn là tình huống trước mắt này. Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, ngay lúc tâm hắn thay đổi thật nhanh, Kim Giáp Thiên Tướng bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến trước người Thẩm Lạc. Mặc dù tu vi thấp, nhưng tâm tính coi như không tệ, có thể chấp nhận. Không chờ Thẩm Lạc nói chuyện, Kim Giáp Thiên Tướng nhàn nhạt mở miệng, nói một câu khó hiểu. Vừa dứt lời, thân thể Thiên Tướng khẽ động, hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng, nhào thẳng về phía Thẩm Lạc, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Một dòng nước nóng rót vào thân Thẩm Lạc, nhưng hiện tại toàn thân hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Vào thời khắc này, pháp lực thể nội Thẩm Lạc vốn đình trệ đột nhiên tự vận chuyển lại, tỏa ra kim quang lóa mắt. Hư ảnh tam long tam tượng ở trong kim quang nổi lên, phát ra trận trận tiếng long ngâm tượng hống. Nhiệt lưu rót vào trong cơ thể hắn lập tức chậm chạp lại, tựa hồ bị hư ảnh long tượng ngăn lại. Nhưng Kim Giáp Thiên Tướng biến thành nhiệt lưu càng thêm lợi hại, nhanh chóng đột phá hư ảnh long tượng ngăn cản, tiếp tục dung nhập vào thân thể của hắn. Hư ảnh tam long tam tượng phát ra tiếng tức giận gào thét, kim quang lóe lên hóa thành sáu phù văn màu vàng to bằng miệng chén, chui vào thể nội Thẩm Lạc. Vô số quang diễm màu vàng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như mặt trời chói chang lóa mắt. Cỗ nhiệt lưu kia lập tức bị bức bách ra, một lần nữa biến thành thân ảnh Kim Giáp Thiên Tướng. Không có khả năng, đây là Hoàng Đình Kinh, ngươi là đệ tử Phương Thốn Sơn. Khuôn mặt Kim Giáp Thiên Tướng lộ vẻ khiếp sợ, vẫy tay một cái. Kim tháp tán phát ra kim quang vừa thu lại, từ trên đầu Thẩm Lạc bay đi, một lần nữa rơi vào trong tay Kim Giáp Thiên Tướng. Tại hạ xác thực có chút nguồn gốc với Phương Thốn Sơn. Áp lực như Thái Sơn áp đỉnh lên thân Thẩm Lạc biến mất không thấy gì nữa, xoay người đứng lên, nhìn Kim Giáp Thiên Tướng trả lời. Người trước mắt có thực lực cao thâm mà chắc, vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần, hắn cũng không có ý đào tẩu, đành phải kiên trì thừa nhận rồi tùy cơ ứng biến. Hoàng Đình Kinh là bảo điển trấn phái của Phương Thốn Sơn, trừ Tề Thiên Đại Thánh năm đó, cũng không có người tu thành công pháp này. Thiên ý, nhân quả, chẳng lẽ chính là hắn? Kim Giáp Thiên Tướng nhìn Thẩm Lạc, tự lầm bầm nói mơ hồ không rõ. Thẩm Lạc nghe mơ hồ, cũng không dám loạn hỏi, đành phải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Kim Giáp Thiên Tướng rất nhanh ngẩng đầu lên, há miệng phun một cái, một đoàn kim quang bắn ra, hóa thành một bản thiên sách màu vàng. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động của đối phương, trong lòng run lên. Trong miệng Kim Giáp Thiên Tướng tụng niệm vài câu chú ngữ, cầm thiên sách vung lên. Một mảnh kim quang từ phía trên huy sái ra, quấn lấy thân thể Thẩm Lạc. Các hạ muốn làm cái?
Thẩm Lạc biến sắc, hắn nói chưa hết lời, trước mắt lần nữa hoa lên một cái, xuất hiện trong một không gian màu vàng. Khác với không gian màu trắng lúc trước, thân thể hắn ở chỗ này không còn hư ảo, biến thành thực thể, chỉ là trừ thân thể, quần áo trên người hắn, thất tinh phù bút, vật bên ngoài vẫn là hư ảo. Thực lực của ta quá mức nhỏ yếu, mới bị những đại thần thông giả này tùy ý xoay chuyển. Ta phải nhanh tăng cao tu vi, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới đại thừa kỳ, mới có thể trong loạn thế ngàn năm sau thu được một nơi sống yên ổn. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, lúc này mới dò xét xung quanh. Dưới chân hắn là một tòa bệ đá hình vuông, lớn mấy trăm trượng. Bệ đá do hòn đá màu xanh thô ráp lát thành, những đá xanh này nhìn phổ thông nhưng có loại cảm giác tang thương viễn cổ, hiển nhiên không phải đá bình thường. Trên tảng đá thỉnh thoảng còn có từng vết nứt màu nâu đỏ, phảng phất máu tươi nhiễm lên, sâu cạn không đồng nhất, tựa hồ nơi này thường xuyên tiến hành chém giết huyết tinh không gì sánh được. Máu tươi mặc dù đã rơi xuống, như cũ có khí tức sát lục dày đặc không gì sánh được lộ ra, làm người ta kinh ngạc, cũng hưng phấn không nhịn được. Tại bốn góc bệ đá đứng vững một cây cột đá màu xanh, đỉnh thiêu đốt một ngọn lửa màu vàng. Đây là nơi nào? Trong lòng Thẩm Lạc hoang mang. Đúng lúc này, trước mắt hắn cách mấy trượng lóe lên ánh bạc, xuất hiện một đại hán mặc áo giáp màu bạc. Người này mặt đầy râu gốc dạ, xương cốt rộng thùng thình, nhìn phi thường thô kệch, chỉ là thân sắc trên mặt phi thường đờ đẫn, một chút biểu lộ cũng không có. Đờ đẫn thì đờ đẫn, một cỗ khí tức hùng hồn từ trên thân đại hán tản ra, cũng là cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, so với Thẩm Lạc lợi hại hơn không ít. Đại hán nắm một thanh lượng ngân thương, đầu thương chớp động hàn quang lành lạnh, xem liền biết pháp khí phẩm giai cực cao, còn trên cả bán nguyệt hoàn. Thẩm Lạc thấy cảnh này, âm thầm cảnh giác, đang muốn mở miệng chào hỏi. Nhưng đại hán mặc ngân giáp bỗng nhiên nhìn lại, hai mắt đờ đẫn nổi lên chiến ý mãnh liệt, ngân thương trên tay đột nhiên tỏa ra quang mang chói mắt. Ngân quang quá mức chói mắt, Thẩm Lạc không khỏi híp mắt lại. Nhưng chính lúc này, trước mắt hắn ngân quang chớp động, đầu thương không biết làm sao lại đến trước người hắn, đâm thẳng vào dưới bụng Thẩm Lạc. Nhưng thân hình Thẩm Lạc chậm chậm tán đi, lại là một đạo tàn ảnh. Vị đạo hữu này, vì sao vừa xuất hiện liền công kích ta? Tại hạ tự hỏi không có đắc tội với ngươi. Thân ảnh Thẩm Lạc hiện lên cách đó vài chục trượng, mở miệng nói. Nhưng đại hán mặc ngân giáp không để ý chút nào, lập tức quay người đánh tới, bước chân vừa nhấc lên, trong nháy mắt người đã vượt qua vài chục trượng, xuất hiện trước Thẩm Lạc, tốc độ nhanh khó tin. Ngân thương trong tay gã càng hóa thành một đạo ngân ảnh, như lưu tinh đâm tới lồng ngực của hắn, so với một thương trước đó càng nhanh hơn. Các hạ thật muốn đánh, ta tự nhiên phụng bồi. Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái, lần nữa tránh thoát một thương này, trầm giọng nói ra. Đại hán mặc ngân giáp như cũ không nói gì, ngân thương lắc một cái, sáu đạo thương ảnh như ngân xà bắn nhanh ra như điện, chia ra đâm về các vị trí cơ thể Thẩm Lạc. Ta không làm gì được thiên tướng kia, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Con mắt Thẩm Lạc nhắm lại, cũng không nói nhảm, trên chân hiện lên quang ảnh, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo kim ảnh thật mỏng. Từ trong sáu đạo thương ảnh xuyên qua, trong chớp mắt bổ nhào tới trước người đại hán mặc ngân giáp, năm ngón tay thành chảo, tỏa ra đạo đạo. Tàn ảnh, thình lình một tay nắm lấy trường thương màu bạc. Đại hán mặc ngân giáp gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay xoay tròn cấp tốc, phảng phất một đầu đại xà du động, chỉ một cái từ trong tay Thẩm Lạc thoát ra, đuôi thương quét ngang qua, quét đến ngực Thẩm Lạc. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia kinh ngạc, bước chân xê dịch, tránh thoát đuôi thương quét ngang. Vừa rồi một chảo của hắn nhìn như bình thường, kỳ thực đã dùng toàn lực, vậy mà cũng không thể bắt lấy trường thương đối phương, xem ra thực lực ngân giáp đại hán này phải một lần nữa xem lại. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng áp sát tới bên cạnh đại hán mặc ngân giáp, một quyền mãnh kích ra. Hai người lần nữa chém giết cùng nhau. Đại hán mặc ngân giáp sử dụng thương pháp tinh diệu không gì sánh được. Một cây chiến thương màu bạc khi thì mạnh mẽ thoải mái, khi thì biến ảo quỷ dị, phối hợp tu vi thật sâu dày, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may tu vi Thẩm Lạc không kém đối phương bao nhiêu, tăng thêm hoàng đình kinh tinh diệu không gì sánh được. Tà nguyệt bộ càng quỷ dị tuyệt luân, đối mặt thương pháp của đại hán mặc ngân giáp xuất quỷ nhập thần, cũng không rơi vào hạ phong. Thân ảnh giao thoa nhau, Thẩm Lạc và đại hán mặc ngân giáp chém giết đã kéo dài chừng một khắc đồng hồ. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 358: Lịch luyện. Ngay từ đầu Thẩm Lạc rơi vào hạ phong, nhưng 10 hiệp tiếp theo, dần dần thăm dò được thế công thương pháp của đối phương, ứng đối không còn bị động như lúc đầu, lại bắt đầu thử phản kích. Ngân thương trong tay đại hán mặc ngân giáp đột nhiên lật một cái, thương ảnh mạn thiên cái địa phóng tới như màn mưa, đâm về các nơi trên thân Thẩm Lạc. Lại là chiêu này. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên duệ mang, không lùi mà tiến tới trực tiếp đụng vào trong thương ảnh đầy trời, bên ngoài thân hiện ra 20 đạo kim quang, pháp lực trong 20 đầu pháp mạch được hắn điều động lên. Âm âm một tiếng, một cỗ sóng pháp lực cường đại gấp mấy lần từ trên người hắn bộc phát ra, tùy tiện áp đảo khí thế ngân thương, tay phải chụp một cái. Một cái vuốt rồng màu vàng to bằng mặt bàn nổi lên, chui vào trong vô số thương ảnh. Thương ảnh đầy trời đột nhiên dừng lại, sau đó im ắng tiêu tán. Chỉ thấy ngân thương của đại hán bị vuốt rồng màu vàng kia tóm chặt lấy. Đại hán mặc ngân giáp giống to một tiếng, trường thương màu bạc lần nữa xoay tròn cấp tốc, ý định tránh thoát ra. Nhưng vuốt rồng màu vàng vững như bàn thạch, mặc cho trường thương xoay tròn dãy dụa thế nào, đều không chút dao động. Tay kia của Thẩm Lạc giờ phút này như điện giật ra, chụp thẳng vào ngực đại hán mặc ngân giáp. Phốc một tiếng, xuyên ra sau lưng gã. Động tác của đại hán mặc ngân giáp ngưng kết lại, thân thể nhanh chóng trở nên hơi mờ. Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang từ trên thân đại hán mặc ngân giáp hư hóa bay ra, còn chưa kịp thấy rõ liền lóe lên chui vào trong cơ thể của hắn. Thẩm Lạc khẽ giật mình, đang muốn dò xét tình huống trong cơ thể, bỗng thế giới màu vàng trước mắt đột nhiên biến mất không còn tăm tích, một lần nữa về tới đại điện tầng cao nhất kim tháp. Kim giáp thiên tướng kia lẳng lặng ngồi tại ghế đá, vẫn là một bộ di hài, cũng không có dấu hiệu phục sinh. Mà chính hắn cũng đứng trước người kim giáp thiên tướng, tựa hồ chưa bao giờ di chuyển. Tình huống vừa rồi là gì? Thẩm Lạc mờ mịt, nếu như không phải thân thể còn cảm nhận được mỏi mệt rõ ràng, hắn cơ hồ coi hết thảy kinh lịch vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn đột nhiên hiện ra một đoàn bạch quang vừa xuất hiện, lập tức nhào về phía trong đầu thần hồn tiểu nhân, dung nhập vào trong đó. Thẩm Lạc kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, sau một khắc bỗng nhiên hai tay ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cảm thấy thần hồn run rẩy kịch liệt, đầu đau nhức kịch liệt không chịu nổi, phảng phất muốn vỡ ra. Một hồi lâu qua, thần hồn đau đớn mới dần dần biến mất. Thật sự là tà môn, thiên binh kia rõ ràng đã chết, lại còn có thể phát ra công kích thần hồn bực này. Cũng may lực lượng thần hồn ta vững chắc cứng cỏi, nếu không thật khả năng không kháng cự nổi rồi. Thẩm Lạc từ dưới đất ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nhưng sau một khắc, đôi lông mày hắn nhíu lại, lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đột nhiên phát hiện, lực thần hồn của mình vậy mà thoáng cái tăng lên không ít. Không chỉ như vậy, trong đầu hắn còn nhiều ra không ít hình ảnh xa lạ, lại liên quan tới ký ức và tâm đắc lúc chiến đấu với đại hán mặc ngân giáp kia. Nhất là một môn bộ pháp di chuyển nhanh chóng cùng một môn thương pháp dũng mãnh lăng lệ, đối với hắn ích lợi rất lớn. Đoàn bạch quang kia chắc là không phải đại hán mặc ngân giáp công kích, mà là ban thưởng do đánh chết gã. Thẩm Lạc không khỏi âm thầm phỏng đoán. Vào thời khắc này, kim tháp trong tay kim giáp thiên tướng cách đó không xa đột nhiên sáng lên, đồng thời phát ra két một tiếng vang nhỏ. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng dưới cùng của kim tháp đã mở ra. Đang lúc hắn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước mắt liền lóe lên kim quang. Chỉ thấy một viên đan dược màu vàng lớn chừng ngón cái từ bên trong lúc mở cửa tháp rơi ra, bay vụt đến trước người hắn, lơ lửng bất động. Một mùi thuốc tươi mát từ phía trên tản ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ đại điện. Thẩm Lạc coi như hiểu rõ mấy phần với đan dược, vừa nghe dược khí này, liền biết thuốc này hơn phân nửa không nguy hại. Từ mùi thuốc tản ra, trong đó hẳn là có không ít vật đại bổ, là đan dược cố bản bồi nguyên. Đây chắc cũng là ban thưởng ta đánh bại đại hán ngân giáp kia. Trong lòng của hắn phỏng, đoán lung tung, đưa tay nhận lấy đan dược. Hơi chần chừ, hắn ngửa đầu nuốt đan dược màu vàng này vào. Hiện tại hắn ở trong mộng, dù đan dược này có vấn đề, cũng không quan trọng, cùng lắm thì mộng cảnh lần nữa tới. Đan dược vào bụng rất nhanh tan ra, hóa thành vô số khí lưu nóng rực, chạy dọc theo tất cả đầu kinh lạc pháp mạch toàn thân. Những nhiệt lưu này chính là từng luồng pháp lực tinh thuần. Lúc chúng lưu động, thân thể hắn giống như ngâm trong nước nóng. Thẩm Lạc đại hỉ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển Hoàng Đình Kinh, hấp thu những dược lực này, rất mau hấp thu toàn bộ.
Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, tu vi lại tăng mạnh không ít, trình độ tăng phúc không thua lực lượng thần hồn tăng trưởng trước đây. Thẩm Lạc đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, khớp xương kêu lốp bốp truyền ra. Đan dược màu vàng không biết tên gì lại có dược hiệu thần kỳ, nhục thể của hắn cũng thay đổi mạnh lên không ít. Đúng lúc này, hai mắt kim giáp thiên tướng lần nữa mở ra, hai đạo kim quang bắn ra, bao phủ lại Thẩm Lạc. Kim quang cơ hồ chớp mắt đã đến, căn bản không cho phép hắn phản ứng chút nào, thân thể lần nữa không thể động đậy. Không sai, đánh bại thiên xảo binh. Ngươi nếu có thể đánh bại 36 thiên cương binh dưới trướng ta, ta liền đưa ngươi ra tháp, cũng tặng ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Miệng kim giáp thiên tướng khép mở, dùng thanh âm khàn khàn chậm chậm nói ra. Thẩm Lạc nghe vậy sững sờ, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, cảnh sắc trước mắt lập tức nhanh chóng biến ảo, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình lại xuất hiện trên bệ đá màu xanh trong không gian màu vàng kia. Vừa rồi người kia nói là có ý gì? 36 thiên cương binh, hẳn là phải đánh 36 lần. Bất quá cuối cùng cũng tìm được biện pháp ra tháp. Hắn suy nghĩ ý tứ trong lời nói kim giáp thiên tướng, ý niệm trong lòng chuyển động. Sau một khắc, cách trước người hắn mấy trượng lóe lên ánh bạc, một thiên binh mặc ngân giáp lần nữa hiển hiện, lần này là thanh niên mặc ngân giáp. Dung mạo có chút anh tuấn, cõng sau lưng hai thanh đại kiếm màu xanh, thân sắc đờ đẫn, phảng phất là khôi lỗi không có linh hồn. Thần thức Thẩm Lạc đảo qua trên thân thanh niên mặc ngân giáp, hai con người híp lại một chút. Khí tức thanh niên mặc ngân giáp này so với đại hán kia mạnh hơn không ít, khoảng cách xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong chỉ còn khoảng nửa bước. Không để hắn suy nghĩ nhiều, thanh niên mặc ngân giáp đã bay nhào qua, hai tay khẽ động, đại kiếm phía sau đã xuất hiện trong tay, song kiếm nhanh như thiểm điện chém ngang qua. Vù vù. Hai đạo kiếm khí giống như nộ long bắn ra, mỗi một đạo đều dài chừng mười mấy trượng, thanh quang mịt mờ, hàn khí bức người, nhìn không phải kiếm khí bình thường, giao nhau chém về phía Thẩm Lạc. Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái, hai chân chớp động ánh trăng, trong nháy mắt lướt ngang ra hơn 20 trượng. Hấp thu kinh nghiệm bộ pháp đại hán ngân giáp kia xong, tà nguyệt bộ của hắn trong bất chi bất giác lại tinh tiến mấy phần. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, Khởi tử hoàn sinh. Thẩm Lạc tránh mặc dù nhanh, nhưng cánh tay trái vẫn bị phần đuôi kiếm khí tác động đến. Kim quang hộ thể trước kiếm khí màu xanh, vậy mà như thùng rỗng kêu to, tùy tiện bị xuyên thấu. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ truyền ra, cánh tay trái của hắn bị vạch ra một vết rách, máu tươi bắn ra, làn da cứng cỏi không gì sánh được vậy mà ngăn cản không nổi kiếm khí màu xanh của đối phương. Trong mắt Thẩm Lạc hơi híp lại, nhưng không mảy may khiếp sợ, thả người bay nhào tới. Bây giờ bộ thân thể này có tư chất kinh người, sở tu Hoàng Đình Kinh chính là bản điển chấn phái Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Bộ cũng tinh diệu không gì sánh được, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, vượt cấp đối địch cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là đối mặt tu sĩ cùng giai. Hai người lập tức chém giết cùng nhau, kim quang kiếm khí quấy cùng một chỗ, hình thành một đoàn gió lốc hùng vĩ. Trong khoảnh khắc song phương đấu hơn 20 hiệp, Thẩm Lạc bỗng nhiên mang theo liên tiếp tàn ảnh phi thân lui lại, trên thân và trên cánh tay lại nhiều ra mấy vết thương, máu me đầm đìa, nhìn có chút chật vật. Mà thanh niên mặc ngân giáp đứng thẳng bất động tại chỗ, hai thanh đại kiếm màu xanh thình lình quán xuyên thân thể của gã, từ phía sau lưng chui ra hai đoạn mũi kiếm. Thân thể thanh niên mặc ngân giáp nhanh chóng trở nên trong suốt, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đoàn bạch quang bay tới Thẩm Lạc. Lần này Thẩm Lạc không tránh né chút nào, để nó bay thẳng vào thân thể của mình. Hắn vừa mới thở dài một hơi, liền thấy hoa mắt, một lần nữa về tới trong đại điện màu vàng óng. Sau một khắc, đoàn bạch quang kia lại xuất hiện trong thức hải, dung nhập vào thần hồn, đau khổ kịch liệt xuất hiện lần nữa. Bất quá trước đây hắn đã kinh lịch, cũng không kinh hoàng, ngồi xếp bằng nhắm mắt chịu đựng, cũng không thốt ra tiếng nào. Sau một lát, đau nhức kịch liệt như thủy triều biến mất, lực lượng thần hồn Thẩm Lạc lại tăng lên không ít. Giống trước đó, hắn cũng đạt được truyền thừa võ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu của thanh niên mặc ngân giáp, một môn sử dụng song kiếm như bay. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, lần trước đánh giết đại hán mặc ngân giáp kia lấy được thương pháp tác dụng không lớn, lần này lấy được kiếm pháp song kiếm ngược lại có chút tác dụng. Lúc hắn vận khởi Hoàng Đình Kinh, hai tay cứng rắn hơn sắt, chém sắt như chém bùn, ngược lại là có thể hóa trưởng làm kiếm, thi triển một chút kiếm pháp này.
Giống trước đây, kim tháp trên tay kim giáp thiên tướng lóe lên quang mang, lại là một viên đan dược màu vàng từ đó bay ra, treo ở trước người hắn. Hắn kiểm tra một chút, xác nhận không sai liền yên tâm ăn vào. Vi tinh tiến không ít, đồng thời thương thế trên người cũng khôi phục như kỳ tích. Tốt, để ta nhìn xem còn thiên binh gì lợi hại không. Thẩm Lạc đứng lên, trong mắt hiện lên chiến ý. Giao thủ cùng những thiên binh này cũng không nhẹ nhõm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, tu vi tinh tiến cực nhanh, vượt xa đóng cửa khổ tu. Chiến đấu cùng những thiên binh kia, kỹ xảo chiến đấu của hắn càng tăng lên cực lớn. Hắn điều khiển pháp lực, còn có nhục thân, càng thêm thành thạo. Cơ duyên như vậy cũng không phải tùy tiện là có thể gặp phải, cho dù sau khi tỉnh mộng trở lại hiện thực. Tu vi bảo vật mặc dù không cách nào mang về, nhưng thứ khắc họa sâu trong ký ức hoàn toàn có thể mang theo. Đang cân nhắc, hai mắt kim giáp thiên tướng lần nữa mở ra, hai đạo kim quang bắn ra bao phủ lại thân thể Thẩm Lạc. Hắn cảm thấy hoa mắt, lúc lấy lại tinh thần thì đã xuất hiện trên bệ đá màu xanh kia. Trước mấy trượng lóe lên ánh bạc, một tên nam tử cao gầy mặc ngân giáp, tay cầm chiến kích xuất hiện. Một cỗ khí tức cường đại từ trên thân gã tản ra, thình lình đạt đến xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, so với trước đây càng mạnh hơn. Bất quá Thẩm Lạc không hề sợ hãi, thét dài một tiếng, dẫn đầu bay nhào tới. Cứ như vậy, hắn lần lượt tiến vào không gian màu vàng, cùng những ngân giáp thiên binh kia chém giết, không ngừng tăng lên tu vi cùng kỹ xảo chiến đấu của mình. Nương theo Hoàng Đình Kinh cùng Tà Nguyệt Bộ, ngay từ đầu hắn còn có chút thuận lợi, liên tiếp chém giết 5-6 ngân giáp thiên binh, tu vi đã tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ. Trên bệ đá xuất hiện những thiên binh kia, tu vi vẫn cao hơn hắn một khoảng. Tu vi đến cảnh giới này, dù tăng lên một chút, thực lực sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn, mà những thiên binh kia tu luyện công pháp càng ngày càng lợi hại, võ kỹ cũng càng tinh diệu. Ưu thế Hoàng Đình Kinh và Tà Nguyệt Bộ dần dần bị triệt tiêu, Thẩm Lạc chiến thắng càng ngày càng khó khăn. Rốt cuộc lúc đối mặt một ngân giáp thiên binh có thực lực cường đại dị thường, cầm trong tay song đao, hắn sơ sẩy một chút, bị đối phương đột phá phòng ngự, một đao đâm xuyên thân thể. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo đao quang khác sáng như tuyết quét ngang tới như sét đánh, phốc phốc một tiếng, chém hắn thành hai đoạn. Dừng ở đây rồi sao? Thẩm Lạc thầm thở dài, tuy không cam lòng nhưng không thể làm gì được, thực lực của đối phương đúng là trên hắn. Chỉ là kể từ đó, kim giáp thiên tướng cho hắn thí luyện coi như thất bại. Vào thời khắc này, trước mắt hắn đột nhiên hoa một cái, lại quay trở về đại điện màu vàng óng kia. Thẩm Lạc thoáng có chút kinh ngạc, thân thể bị chém ngang lưng cũng không thể động đậy, trước mắt rất nhanh bắt đầu biến thành màu đen. Một tiếng vang nhỏ từ phía trước truyền đến, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lại là kim giáp thiên tướng chẳng biết lúc nào đứng lên, con mắt màu xám đen nhìn lại, hai con ngươi lộ ra một tia băng lãnh. Nếu bại, ngươi không phải là người ta muốn chờ. Đôi môi khô khốc của kim giáp thiên tướng mấp máy, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, sau đó vung tay lên. Kim tháp trong tay gã sáng lên, một vệt kim quang bay vụt tới, trong kim quang ẩn hiện hư ảnh kim tháp, đánh lên người Thẩm Lạc. Phốc một tiếng vang nhỏ, thân thể Thẩm Lạc cứng cỏi không gì sánh được lại giống như một quả trứng gà, bị tùy tiện nghiền nát, bạo liệt ra. Mắt Thẩm Lạc tối sầm lại, không biết qua bao lâu, lần nữa khôi phục sáng tỏ, lại xuất hiện trên bệ đá không gian màu vàng kia. Một ngân giáp thiên binh cầm trong tay song đao đứng cách mấy trượng, cánh tay vung xuống, hai đạo đao quang sáng như tuyết chém ngang đến, chính là kẻ trước đây không lâu chém giết hắn. Hắn vội vàng lách mình né tránh, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Suýt nữa quên mất, trong mộng ta có thể khởi tử hoàn sinh. Song đao trong tay ngân giáp thiên binh vung vẩy, từng đạo đao quang sáng như tuyết bắn ra, như trong sóng dữ, từng cơn sóng liên tiếp, một đợt nhanh hơn một đợt, phảng phất căn bản không thể tìm ra sơ hở. Thẩm Lạc trước đó bị đao quang giống như sóng dữ này áp chế, từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội phản kích, cuối cùng triệt để bại vong. Bất quá hiện tại hắn khởi tử hoàn sinh, có kinh nghiệm giao thủ với đối phương trước đó, ứng phó tự nhiên hơn rất nhiều. Tránh về sau mấy lần, Thẩm Lạc nhìn ra trong ánh đao liên hoàn của ngân giáp thiên binh có khe hở. Mãnh liệt nhảy tới, thân thể giống như trang giấy đơn bạc, xuyên qua giữa khe hở mỏng manh của hai đạo đao quang kia. Mặc dù hắn vận dụng năng lực biến hóa nhục thân trong Hoàng Đình Kinh, vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát đao quang công kích, giữa ngực bụng đau nhức một trận. Nhưng Thẩm Lạc không để ý tới vết thương trên người, thân hình như điện lao thẳng tới bản thể đối phương. Ngân giáp thiên binh tựa hồ cũng sửng sốt một chút, song đao khép lại,
chém ngang ra. Xoẹt, một đạo đao quang sáng như tuyết dài mười mấy trượng, cao ba bốn trượng bắn ra, giống như sóng dữ chém về phía Thẩm Lạc, phủ kín đường tới của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 360, Thu hoạch. Hai tay Thẩm Lạc nắm chắc thành quyền, xung quanh cánh tay ngưng tụ kim quang, hình thành hai hư ảnh chân voi như thực chất, đánh về phía trước. Ầm một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng nổ kinh lôi. Đao quang sáng như tuyết theo âm thanh vỡ vụn ra, nhưng hư ảnh chân voi trên tay Thẩm Lạc cũng bị chém vỡ, nắm đấm và cánh tay cũng bị vạch ra từng vết rách, máu me đầm đìa. Bất quá hắn không để ý thương thế trên tay chút nào, tiếp tục bay nhào tới, trong nháy mắt đến trước cách ngân giáp thiên binh hơn một trượng, hai tay biến quyền thành chảo, lăng không chụp một chảo. Hai hư ảnh vuốt rồng màu vàng lớn gần trượng nổi lên, một cái như thiểm điện bắt lấy hai thanh trường đao ngân giáp thiên binh, một mực cố định nó, còn cái kia chụp vào ngực ngân giáp thiên binh. Song đao thiên binh lắc một cái, thanh âm đao minh vang lớn, hai đạo ánh đao màu trắng rét lạnh nổ bắn ra, xoay chuyển xoắn một phát, liền chém vỡ vuốt rồng màu vàng. Nhưng hai cái vuốt rồng màu vàng này là Thẩm Lạc thi triển toàn bộ pháp lực ngưng tụ thành, uy lực không ít, ngân giáp thiên binh chảm phá được một cái, còn cái kia thì bất lực. Chỉ thấy kim ảnh lóe lên, một vuốt rồng khác hung hăng chộp vào trên người gã. Xoẹt một tiếng, thiên binh ngân giáp bị xé nứt, ngực xuất hiện ba vết thương sâu tới xương, thân thể bị đánh bay ra sau. Trên chân Thẩm Lạc lóe lên hào quang ánh trăng, thân hình thoát một cái biến mất, sau đó trống rỗng xuất hiện phía sau ngân giáp thiên binh, song quyền như độc long xuất động, đánh vào sống lưng gã. Ngân giáp thiên binh kia mặc dù thân ở giữa không trung, không có điểm tựa, nhưng trên thân đại phóng ngân quang, ưỡn một cái lăng không quay một vòng, song đao phách chảm ra sau. Nhưng ánh trăng trên hai chân Thẩm Lạc lần nữa hiện lên, lại một lần tiêu thất hư không, sau đó xuất hiện một bên khác thân thể ngân giáp thiên binh, hai tay biến quyền thành chảo, tiếp tục một chảo ra. Hai đầu ngón tay hắn bạo khởi kim quang, ngưng tụ giống như kiếm khí, phát ra thanh âm duệ khiếu. Ngân giáp thiên binh thân ở giữa không trung vốn hành động bất tiện, trước đó ứng phó song quyền Thẩm Lạc đã miễn cưỡng, nên hai chảo này lại không thể tránh thoát, hai tay bị bắt trúng. Hai cánh tay của gã bị chém xuống một cái, ly thể bay ra ngoài, người cũng rơi xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Tốc độ Thẩm Lạc không giảm chút nào, thân hình thoát một cái xuất hiện trên không ngân giáp thiên binh, chân phải đại phóng kim quang, lần nữa ngưng tụ thành một hư ảnh chân voi, đạp mạnh ở ngực gã. Răng rắc một tiếng, ngân giáp trước ngực ngân giáp thiên binh bị dẫm nứt, xương ngực cũng bị dẫm nát, lõm xuống thật sâu. Gã vùng vẫy hai lần, triệt để bất động, thân thể nhanh chóng biến thành hư vô. Tiếp đó một đoàn bạch quang từ thể nội gã bay ra, chui vào thể nội Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững thân mình. Mấy lần cuối cùng này nhìn như bình thường, kỳ thực ngưng tụ toàn bộ tinh thần và lực lượng của hắn, nếu không cũng vô pháp nhất cử kiến công. Giờ phút này cảnh sắc xung quanh biến đổi, Thẩm Lạc lần nữa về tới đại điện màu vàng óng. Hấp thu hết lực lượng thần hồn ngân giáp thiên binh lưu lại, kim tháp lại phun ra một viên đan dược. Thẩm Lạc tiếp được đan dược, nhưng không phục dụng, đứng dậy bay ra ngoài đại điện, ngồi xuống một góc. Hắn trải qua chiến đấu lúc trước, đã thăm dò được quy luật tiến vào không gian màu vàng. Mỗi lần hấp thu hết thần hồn còn sót lại của thiên binh, luyện hóa xong đan dược màu vàng, sẽ lại bị hút vào trong không gian màu vàng. Bất quá chỉ cần đi ra ngoài điện, thiên tướng kia sẽ không cách nào cưỡng ép kéo người tiến vào không gian thí luyện, muốn ở bên ngoài đợi bao lâu cũng được. Thẩm Lạc ngửa đầu ăn đan dược màu vàng vào, vận công luyện hóa, tu vi lại tinh tiến không ít. Chỉ là vết thương trên hai cánh tay hắn rất nghiêm trọng, có nhiều chỗ sâu thấy xương, đan dược màu vàng mặc dù có hiệu quả chữa thương, lại không thể triệt để chữa trị vết thương nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể làm dịu mà thôi. Thẩm Lạc nhìn một chút vết thương trên hai tay, tiếp tục vận chuyển Hoàng Đình Kinh, kim quang nhu hòa thấu thể ra, bao phủ thân thể hắn vào bên trong, hình thành một mảnh sa y màu vàng. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lạc từ từ mở mắt, sa y màu vàng trên thân lóe lên biến mất, vết thương trên hai tay đã triệt để khép lại. Thế là hắn lập tức đứng dậy, cất bước tiến vào đại điện. Có khởi tử hoàn sinh làm át chủ bài, hắn cũng có lòng tin tiếp tục liều đấu, dù sao mỗi một lần kinh lịch đều rất khó có được, thu hoạch cũng không tệ.
Một chân Thẩm Lạc vừa mới bước vào đại điện, hai mắt kim giáp thiên tướng lập tức mở ra, hai đạo kim quang bay tới, kéo hắn vào không gian màu vàng. Cách đó 10 trượng ngân quang quay cuồng, một nữ binh mặc ngân giáp hiển hiện ra, cõng sau lưng một thanh cự cung màu bạc dài bằng thân thể nàng. Một cỗ khí tức bén nhọn không gì sánh được từ trên thân nữ binh tản ra, giống như một thanh lợi kiếm phong mang tất lộ, nhuệ khí trùng thiên, so với chiến sĩ song đao kia càng mạnh hơn. Thẩm Lạc không nói hai lời lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ, huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh giống nhau như đúc, lướt ngang qua bên cạnh, dự định trước dò xét rõ thủ đoạn của đối phương, tìm sơ hở rồi lại phản kích. Chỉ là thân hình hắn vừa động, nữ binh mặc ngân giáp đối diện lập tức hai tay trở nên mông lung. Ngay sau đó Thẩm Lạc cảm thấy trước mắt hiện lên ngân quang, trống rỗng xuất hiện một mũi tên màu bạc, bắn tới trái tim của hắn. Tốc độ và thân pháp Tà Nguyệt Bộ quỷ dị của hắn trước mũi tên màu bạc này, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc vung tay lên, trên bàn tay bắn ra một đạo kim quang kiếm khí dài hơn một trượng, chém xuống một cái. Ầm một tiếng, mũi tên màu bạc bị chém thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm ngân quang phiêu tán. Nhưng một cỗ đại lực phản chấn tới, thân thể Thẩm Lạc cũng bị đẩy lui một bước, thân pháp quỷ dị lập tức bị phá. Không đợi hắn điều chỉnh xong, trước mắt chớp loạn ngân quang, lại có 7-8 mũi tên màu bạc điện xạ tới. Thẩm Lạc biến sắc, trên thủ trưởng kia cũng đại phóng kim quang, bắn ra kiếm quang dài hơn một trượng. Cánh tay của hắn và hai đạo kiếm quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vô số kiếm ảnh màu vàng xuất hiện xung quanh, hình thành một vòng bảo hộ. Đây là môn kiếm thuật phòng ngự của song kiếm ngân giáp thiên binh trước đó, hắn hấp thu kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm pháp đối phương, đã tinh thông một chiều. Này, dày đặc tiếng kim thiết giao kích vang lên, 7-8 mũi tên màu bạc đều bị ngăn lại xoắn nát, nhưng thân thể Thẩm Lạc cũng run lên, lần nữa bạch 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 lui về sau mấy bước. Hắn còn đang lui lại, trước mắt lại có ngân quang chớp liên tục, thình lình lại có 20-30 mũi tên màu bạc bay vụt tới. Thẩm Lạc kinh hãi, cho tới bây giờ hắn vẫn không thấy rõ đối phương bắn tên thế nào. Thực lực nữ binh mặc ngân giáp này vượt xa thiên binh dùng song đao kia, hắn kiên trì mấy hiệp, lần nữa thất bại, bị mấy chục mũi tên xuyên thủng thân thể mà chết. Bất quá rất nhanh hắn lại phục sinh, trở lại điểm nữ binh mặc ngân giáp vừa mới xuất hiện, tiếp tục chém giết lần hai. Thực lực nữ binh mặc ngân giáp quá mạnh, vừa mới một vòng chém giết kia, Thẩm Lạc cuối cùng vẫn không tìm ra sơ hở của đối phương, không nắm chắc nên đành phải tiếp tục thăm dò. Chỉ tiếc, lần này hắn vẫn không thể tìm ra sơ hở của đối phương, mặc dù kiên trì lâu hơn một chút, vẫn lấy kết quả cuối cùng là bị giết chết. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.